Rồi, xin chào anh em nhé. Hôm nay Tuấn ấy hướng dẫn cho anh em một cái cách cân lại cái điều khiển Tango 2 này. Anh em nhìn nhé, bấm nút xuống này. Đây nó đang là âm 100 này. Bấm nút lên nó là 100 này. Đó. Có nghĩa là khi mà cái cần này nó phải chuẩn đúng không? Gạt hết sang trái này, kênh 4 nó phải là âm 100. Gạt hết sang phải, kênh 4 nó phải là dương 100. Đấy. Thì một số anh em thực ra là do cái thằng Tango ấy, cái cách cân của nó không được bình thường. Tức là có một cái bước cực kỳ quan trọng nhưng mà anh em rất hay bỏ bỏ qua, và nó có ghi ở trong cái manual ấy nhưng mà anh em không đọc. Đây mình hướng dẫn anh em nhé. Nên là có rất nhiều anh em mình thấy là bảo là không cân được Tango 2 hoặc là cân mãi không được, thì đúng không? Đây anh em. Đầu tiên là anh em vào cái phần phần cân này. Nó nằm ở trong cái phần giữ chặt nút setup này, bấm paste này, rồi stick calibration, mình chọn nút boost nhé. Rồi bây giờ nó bảo mình đưa về giữa này, cái này thì dễ này. Anh em chú ý nhé, khi mà đưa sang phải cho cái đốt ở trên màn hình nó chạy trước đấy, cái đốt nó chạy trước rồi mình mới bắt đầu mình cân cái stick, và không cần phải nhấn quá mạnh. Nhấn mạnh nó cũng sẽ gây không bình thường. Rồi. Rồi, bước này không có gì nhá. Đây bây giờ là bước quan trọng nhất này. Đây em nhìn nhá. Cái bước này là bước verify này, theo hướng dẫn ở trong cái manual của đây, anh em nhìn thấy nó nhảy lung tung không? Thì anh em đừng có ngại. Nhưng mà trong cái hướng dẫn của cái PDF của thằng Tango 2 ấy, là ở cái bước này anh em sẽ chuyển cái tay này, đây anh em verify này. Đây, ví dụ các anh em nhìn cái tay trái nhá. Mình đi lên đi xuống này. Không được đi vào bốn góc nhé, không được đi vào bốn góc nhé, chỉ được đi vào các cái góc trên dưới trái phải thôi. Cứ đi lên đi xuống. Cái bước này là cái bước thằng stick nó sẽ nhận cái từng cái tọa độ, nhưng không được đi vào bốn góc chéo nhé. Đấy. Bước này anh em làm thật kỹ vào. Khi nào mà kiểm tra thấy nó đúng. Đây, thằng bên phải lúc đầu bắt đầu nó nhảy lung tung này. Nhưng mà khi mà mình đi lên đi xuống một vài lần này thì nó bắt đầu nó nhảy ok này. Đấy. Cái bước này là bước cực kỳ quan trọng luôn. Chứ không phải là bốn cái bước mà chọn bốn góc kia đâu. Đấy. Cái bước này anh em làm thật kỹ vào, chú ý là không đi vào bốn góc chéo nhá, không đi vào bốn góc chéo. Vì sao không đi thì trong cái manual của thằng Tango 2 nó có hướng dẫn rồi đó. Là không được đi, thế thôi, đi vào là nó không cân được. Cân thì mình làm theo đúng manual. Rồi, mình bắt đầu mình thấy là đi lên ok này, đi xuống ok này, cả hai tay này, trái phải này, từng tay một này. Bắt đầu nó độ nhạy đúng này, lên xuống ok này. Rồi thì khi đấy mình mới bắt đầu đưa cái thằng thằng này đưa hai thằng về giữa và mới bấm enter. Thường anh em là hay đưa về giữa bấm enter luôn, xong rồi ra ngoài lại thấy cái tay nó không cân được. Ok, như thế là cân xong. Bây giờ mình ra ngoài mình kiểm tra đúng không? Đấy, đi lên hết cỡ là 100 này, đi xuống hết cỡ âm 100 này. Đúng luôn. Sang trái âm 100 này, sang phải âm là dương 100 này. Đúng luôn. Đó. Thế là xong. Này, xuống dưới âm 100 này, lên dương 100 này, sang trái âm 100 này, sang phải dương 100 này, đúng hết luôn, không phát đúng luôn. Đấy, cân xong phát là đúng luôn. Thôi những cái nút này thì không nói, không phải cân rồi. Ok nhá, mình post lên để nhiều anh em dùng Tango không biết cái này. Là cái bước cuối cùng này là bước cực kỳ quan trọng luôn. Ok anh em, chúc anh em cân thành công cực kỳ dễ, nhưng cái bước cuối cùng là quan trọng anh em nhé. Dương 100 này, âm 100 này, dương 100, âm 100 này. Âm 100, dương 100 này, kênh 4 anh em nhìn kênh 4 nhé. Sang hết bên phải là dương 100 này. Âm 100 này, âm 100 này. Lên hết là dương 100 này, xuống hết để âm này, âm 100 này. Chuẩn nhá. Ok, thế thôi. Chúc anh em thành công.